Trời ơi là trời à, cái quần hiệu của tôi mới mua, trời ơi. Cái gì vậy con? Má. Sao vậy? Má không biết giặt đồ, má đừng có giặt giùm con đi. Cái quần con mới mua mắc tiền lắm, má biết không? Trời ơi, bây giờ má giặt cái kiểu gì bây giờ mà nó loang loang rồi nó xỉn màu hết trơn rồi, gì sao mà mặc được? Người ta nói ra cái quần hiệu ra giống như đồ dẻ vậy đó. Sao con ăn nói với má vậy? Trời ơi, con biết không? Quần áo của con đó, má thương má còn không dám bỏ trong máy giặt nữa. Má giặt bằng tay, má sợ giặt máy nó hư. Má vậy lớn tuổi đó rồi, má giặt bằng tay làm sao mà sạch nổi. Má đâu có sức đâu mà giặt bằng tay. Bỏ giặt cái gì được, kỳ cục thiệt chứ. Kỳ cục cái gì, má thương con, má lo cho con từ nhỏ tới lớn là má giặt đồ cho con không chứ ai giặt. Hả, bây giờ giặt cái vậy cái bây giờ phải rồi. Tại giờ có tiền rồi cho nên mày đặt chê này chê nọ cho hồi đó tôi giặt rồi có nói tôi tiếng nào đâu đó. Bây giờ lớn tuổi bắt đầu nói chút xíu thôi bắt đầu tự ái lên, thiệt tình kỳ ghê luôn á. Bố cho má nói vậy không phải sao? Không phải gì, bây giờ má làm vậy hư hết trơn cái quần của con rồi, cái quần cũng mua mắc tiền đúng chứ bộ. Ủa có chuyện gì mà hai mẹ con tâm sự nhẹ nhàng vui vẻ vậy? Cút để ngược hả Cút? Để ngược gì con? Con với mẹ con gì mà vui vẻ vậy? Ừ, thì cậu Út móc họng con á. Cái gì nói chuyện với mẹ mà sao lớn tiếng vậy con? Hả, chuyện gì? Nói cho cậu Út nghe coi. Đây, có cậu lên đây đó ha. Dạ. Cậu phân xử giùm tôi cái vụ này đi. Chuyện gì chị? Quần áo đó, của cậu đó. Có phải từ nhỏ tới lớn là tôi lo cho cậu không? Dạ có, từ lúc mà em chưa có gia đình thì chị có giặt đồ cho em. Ừ, rồi bây giờ tới nó cũng vậy. Tôi cũng giặt đồ cho nó vậy đó. Dạ. Mà bây giờ tôi giặt đồ, giờ nó chê nó, nói tôi giặt cái gì xỉn màu gì bây giờ. Mà con coi tôi thương, tôi giặt bằng tay, tôi đâu dám giặt máy đâu. Lần vậy đó mà nở lòng nào giờ nó nói, nó trách tôi đó. Chị bình tĩnh, chị bình tĩnh. Con nói của Út nghe nè, bây giờ cái quần này nè, cái quần này là cái quần đen. Ừ. Con mua đồ hiệu đàng hoàng, con mua rất là mắc tiền luôn. Ừ. Mà bây giờ mẹ con giặt xong bây giờ nó loang loang rồi, nó xỉn màu rồi. Trời ơi, nó đớm đớm, trời ơi nhìn. Rồi. Dám mặc đi ra đường nó cỡ chết luôn. Thôi, không sao. Nói một xíu cái tự ái lên. Chị yên tâm đi, em chỉ cho chị một cái mẹo phục hồi lại những bộ đồ đen của con mình trở lại y như đồ mới. Nó y chang lại giống như là đồ mới mua về, không còn xỉn màu, không còn cái hiện tượng mà bị móc, bị đồ bạc bạc trắng lên quần đen áo đen nữa. Được không cậu? Được. Chỉ cách đi. Đây, như cái quần này con có áo rồi bị móc rồi á ha, à, bị xỉn màu á, chị bỏ vô trong cái máy giặt luôn, không cần giặt tay nữa. Bỏ vô đó xong chị đổ nước lạnh vô đầy cái máy giặt, xong chị đổ nửa cốc giấm vô, à nửa ly giấm, cái ly uống cà phê á chị biết không? Ừ. Cà phê đen á đó, chị chế nửa cốc giấm đó vô rồi chị giặt đó, xong cái thời gian mà máy giặt nó hoạt động á hết rồi chị đem ra phơi, nó phục hồi lại không còn xỉn màu của quần áo màu đen nữa. Thiệt không trời? Thiệt trời, cậu làm rồi.